Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Quẹt sân chung Bình Dương ha. Chuyện không sẽ tình mạng ha. 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 Anh không sẽ tình mạng. Không sẽ tình mạng. Hoạt động chuyên ngành của anh là chuyên nhà chuyên đất. Bất động sản tụi anh trước hiện trường giá đồng tiền giá trị đồng tiền bốc. Anh có ý này giúp mày đầu tư lấy hơn gấp 10 đồng tiền thật. Theo anh trời đất trở thành tỷ phú là lời động viên chất nè. Mày cày dựng được cơ đồ đường tương lai không còn mơ hồ. Thấy hứng như cây đồ như tài khoản như được cơ số. Xây dựng được sự nghiệp để an cư trọn lạc nghiệp. Tay ông cờ bạc biệt mặt biệt đời mày lạc nghiệp. Ok chứ? Ok là phải theo anh là anh biết đường cho mày bài xuất. Đấy tình thằng em mới vô để anh bên đường cho mày tay xuất. Thằng em ổ cô bảy luôn nhưng vô Bình Dương chắc chắn là mày phải chất nè. Sợ em khai thật lô đất không đó anh chỉ không có tính cả thi. Chỉ 5 mét ngang mà kể con số phải chiếu tính cả tỷ. Em hiểu tính anh không nhận tiền mặt nên em xác nhận ngân hàng đã chi gần việc chuyển khoản em mới thoát thủ tục. Tất nhiên anh không cần hoàn trả phí. Anh không cần hoàn trả phí. Anh không cần hoàn trả phí. Không sẽ tình mạng, 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 anh không sẽ tình mạng. À anh muốn giới thiệu thêm một bộ môn đặc sản trong vườn cao su này dùng cục đá để đo diện tích chứ mà dùng thước là thừa bao mu. Nhìn đằng xa với người chân chất khách khổ là người dân đi cạo mũ. Cái hàng công tiền để chứa về phòng chất đóng rồi họ cũng thiếu vào lưu. Vì đất thủ anh em đất thủ, vì đất thủ anh sẽ mất ngủ, vì đất thủ sau đó anh chết tủ bởi vì đất. Anh diễn tả bằng hai từ bất hủ. Ok chứ? Ok là phải theo anh là anh biết đường cho mày vài xuất. Để tình thằng em mới vô để anh bên đường cho mày tái xuất. Thằng em cũng quê bể lô như vô Bình Dương chắc chắn là mày phải chất nè. Xà em cây thật lô đất không có anh chị không có tính cả thi. Chỉ 5 mét ngang mà cây con sót phải chịu tính cả tỷ. Em hiểu tính anh không nhận tiền mặt nên em xác nhận ngân hàng đã chi về việc chuyển khoản em thoát thủ tục. Tất nhiên anh không cần hoàn trả phí. Anh không cần hoàn trả phí. Để làm gì? Yeah. Ok, một tràng vỗ tay dành cho mọi người anh em ơi. Yeah, và hồi nãy chúng ta có